Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ tư ngày 6 tháng 6. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với Bệnh viện Đa khoa Phố Nối về tình hình hoạt động và đầu tư cơ sở vật chất mở rộng bệnh viện. Các địa phương trong tỉnh tập trung thu hoạch lúa năng suất cao hơn so với vụ trước. Bác sĩ Đào Mạnh Trung, Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên tận tụy với bệnh nhân. Công an tỉnh khởi tố 10 đối tượng trong vụ đánh bạc tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phố Nối về tình hình hoạt động thực trạng cơ sở vật chất và kết quả thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng giai đoạn 2 bệnh viện. Cùng tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành trong tỉnh. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối được thành lập năm 2006 với quy mô 400 giường bệnh. Do bệnh nhân đông, số thực kê hiện tại là gần 530 giường bệnh, gây ra tình trạng quá tải. Mặt khác, nhiều cơ sở vật chất, nhà làm việc của bệnh viện công năng sử dụng không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay, chưa tương xứng với quy mô là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai. Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp mở rộng giai đoạn 2 của bệnh viện lên quy mô 600 giường bệnh. Tuy nhiên, nhiều khối nhà đã hoàn thiện nhưng chưa có hạ tầng kết nối dẫn đến để lãng phí xuống cấp. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng lưu ý lãnh đạo bệnh viện làm tốt quy hoạch không gian sử dụng trong bệnh viện có tính đến việc mở rộng về sau này nhưng vẫn phù hợp. Trong thiết kế xây dựng cần có tư vấn chuyên sâu, có kinh nghiệm về xây dựng bệnh viện để đảm bảo tính liên hoàn giữa các khu nhà tòa nhà, giữa các khoa phòng, đảm bảo tiện lợi cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Nâng cao năng lực tổ chức điều hành bệnh viện hướng tới tự chủ về kinh phí hoạt động, có biện pháp thu hút bác sĩ giỏi, tiếp cận các nguồn vốn trong đó có vốn xã hội hóa để đầu tư trang thiết bị, quản lý tốt, dùng bền các trang thiết bị đã đầu tư, tránh tình trạng thiết bị đưa vào sử dụng chưa lâu đã hỏng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, Hưng Yên có hai bệnh viện đa khoa là Đa khoa tỉnh và Đa khoa Phố Nối, nên cán bộ y bác sĩ tại bệnh viện phải luôn xác định đi đầu trong nâng cao trình độ kỹ thuật khám và điều trị, cứu chữa người bệnh, cập nhật và theo kịp trình độ y tế hiện đại để áp dụng vào thực tế. Đổi mới phong cách phục vụ giao tiếp với người bệnh, tạo sự tin tưởng tuyệt đối về mọi mặt cho bệnh nhân đến khám điều trị bệnh. Được quy hoạch là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội. Đây là lợi thế để Bệnh viện Đa khoa Phố Nối tiếp cận với trình độ quản lý điều hành của bệnh viện lớn nhằm áp dụng cho công tác quản lý của mình ngày càng tốt hơn, cũng như tiếp cận các nguồn hỗ trợ bệnh viện tuyến trên, nguồn vốn xã hội hóa về cơ sở vật chất để nâng cao hiệu quả thăm khám điều trị bệnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu xã hội hóa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh phải đảm bảo lấy lợi ích người bệnh là ưu tiên số 1. Mỗi cán bộ y bác sĩ làm việc công tâm, khách quan, lương y như tử mẫu để nâng cao thương hiệu Bệnh viện Phố Nối. Đối với các hạng mục công trình đã được tỉnh đầu tư vốn để mở rộng, đồng chí yêu cầu bệnh viện đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, có tính toán, khai thác sử dụng cơ sở vật chất, các khối nhà hiệu quả, tránh bỏ không gây lãng phí. Về đầu tư trang thiết bị, đồng chí yêu cầu mua sắm máy móc gì phải căn cứ vào nhu cầu sử dụng, khai thác thực tế. Cái gì cấp thiết, cần kíp thì đầu tư trước, không đầu tư dàn trải. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam, báo cáo về những hoạt động thành tựu của công ty trong thời gian qua, kế hoạch phát triển kinh doanh trong thời gian tới. Cùng sự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, kế hoạch đầu tư. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam là nhà đầu tư lớn nhất của Thụy Sĩ tại Việt Nam với tổng số vốn 540 triệu đô la Mỹ. Công ty đầu tư nhà máy đầu tiên ở phía Bắc tại khu công nghiệp Thăng Long, tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn 70 triệu đô la Mỹ. Hiện nay nhà máy đang mở rộng đầu tư dây chuyền số 4 và trung tâm phân phối lớn tại nhà máy, dự kiến cuối năm 2018 sẽ đi vào hoạt động. Năm 2019, công ty sẽ tiếp tục đầu tư 2 dây chuyền trị giá 20 triệu đô la Mỹ, nâng tổng số vốn đầu tư lên 90 triệu đô la Mỹ và tạo việc làm thêm cho 500 lao động.
Trong thời gian qua, công ty đã dành hàng tỷ đồng để thực hiện các phong trào an sinh xã hội. Lãnh đạo công ty cũng khẳng định đây là nhà máy có hiệu quả nhất, công nhân chủ yếu là người Hưng Yên có tay nghề cao, trách nhiệm, chuyên nghiệp với công việc. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã chung vui với những thành quả sau một năm hoạt động của công ty tại Hưng Yên và đóng góp thành quả vào ngân sách, tạo việc làm an sinh xã hội của tỉnh. Đồng chí khẳng định việc công ty Nestle Việt Nam đầu tư tại Hưng Yên có lợi thế tiềm năng trong khu công nghiệp tiêu biểu quy mô điển hình của Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn cho sự phát triển, đồng thời ghi nhận biểu dương công ty đã có kế hoạch mở rộng nhà máy xây dựng trung tâm phân phối, sẽ tạo việc làm cho nhiều lao động và góp phần chăm lo sức khỏe tầm vóc của người Việt tốt hơn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam cùng tỉnh Hưng Yên có kế hoạch hỗ trợ các trẻ em trong tỉnh có điều kiện sử dụng các sản phẩm của công ty để nâng cao dinh dưỡng thể trạng, trước mắt là các trường mầm non, sau đó là các trường tiểu học, các gia đình chính sách khó khăn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giới thiệu tiềm năng lợi thế của các dự án khu công nghiệp của tỉnh trong thời gian tới và mong rằng với ảnh hưởng quan hệ của mình, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam sẽ giới thiệu quảng bá các doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư tại Hưng Yên. Chiều ngày 5 tháng 6, đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Phù Cừ và Ân Thi. Cùng đi có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Làm việc tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, đây là địa phương có diện tích vải nhiều nhất huyện với trên 210 ha. Toàn xã cho thu hoạch với sản lượng 2.000 tấn, giá đầu vụ từ 20 đến 25.000 đồng kg. Hiện nay giao động từ 7 đến 8.000 đồng 1 kg. Hiện toàn huyện đã tiêu thụ được 70% sản lượng vải. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương và huyện Phù Cừ thời gian tới tích cực tuyên truyền vận động và có cơ chế hỗ trợ nông dân mở rộng diện tích sản xuất vải theo tiêu chuẩn Việt Gáp, tăng cường quảng bá xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản cho nông dân, đồng thời hướng dẫn nông dân chăm sóc vải sau thu hoạch, có kế hoạch hợp tác liên kết với các doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm cho những vụ sau. Kiểm tra thu hoạch lúa của huyện Ân Thi, đến nay huyện đã thu hoạch được gần 2.000 ha, đạt 20% tổng diện tích. Đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu huyện Ân Thi và các địa phương trong tỉnh phải tập trung phương tiện, nguồn nhân lực, khẩn trương thu hoạch lúa xuân. Lúa chín đến đâu, thu hoạch nhanh gọn đến đó theo phương châm xanh nhà hơn già đồng, tránh bất thuận của thời tiết. Ngăn chặn tình trạng ngăn sông cấm chợ đối với máy gặt đập, máy làm đất, đảm bảo tiến độ thu hoạch lúa xuân và tiến độ làm đất chuẩn bị cho gieo cấy lúa mùa năm 2018. Vận động nông dân không đốt rơm rạ sau thu hoạch ảnh hưởng đến môi trường, lãng phí tài nguyên. Chuẩn bị đủ giống lúa theo cơ cấu và vật tư phân bón để sản xuất vụ mùa theo kế hoạch. Làm việc với trại giống vật nuôi thuộc Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh, hiện nay trại đã được đầu tư nâng cấp nhưng chưa đi vào sản xuất do chưa có vốn để đầu tư con giống. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh tập trung nghiên cứu lựa chọn khảo nghiệm trình diễn để cung ứng những giống cây trồng vật nuôi có chất lượng tốt, phù hợp với nhu cầu sản xuất của tỉnh như gà đông tảo, lợn giống, nhãn vải, cây có múi. Chiều ngày 5 tháng 6, Ban tổ chức diễn tập thành phố Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Hưng Yên năm 2017. Đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban diễn tập thành phố chủ trì hội nghị. Hội nghị đã triển khai nội dung quán triệt mục đích yêu cầu chỉ thị về nhiệm vụ diễn tập, công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo Ban tổ chức khung diễn tập phòng chống thương tích tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2018, đồng thời tiến hành phân công nhiệm vụ các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các tiểu ban giúp việc Ban tổ chức diễn tập thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập thành phố yêu cầu các đơn vị được phân công nhiệm vụ diễn tập cần tích cực chủ động trong chuẩn bị và thực hành diễn tập. Các nội dung trong diễn tập cần sát thực tế, quá trình diễn tập phải đúng đủ thành phần.
quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ là vị Bộ trưởng thứ tư đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Nhiều đại biểu nêu chất vấn về chất lượng giáo dục đại học và phổ thông còn thấp. Đại biểu nêu câu hỏi, giáo dục đại học Việt Nam đang ở đâu trong bảng xếp hạng châu Á, khi Việt Nam có 300 trường đại học nhưng chỉ 5 trường có tên trong bảng xếp hạng châu Á. Tỷ lệ chi đầu tư cho giáo dục mầm non nhà nước chỉ 39%, gia đình 61%. Gần đây, một số hiện tượng khiến xã hội lo ngại như bạo hành trong cơ sở giáo dục cho trẻ mầm non, học sinh tự tử do sức ép thành tích học tập từ gia đình. Một số giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, làm ảnh hưởng uy tín hình ảnh nhà giáo, gây bức xúc trong ngành và dư luận xã hội. Bệnh thành tích trong giáo dục còn diễn biến dưới nhiều hình thức, còn hiện tượng chuẩn giả trong các trường chuẩn, tình trạng học tủ, học lệch, chảy máu ngoại tệ mỗi năm 3-4 tỷ đô la Mỹ do tình trạng du học tràn lan. Buổi chiều, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội trên cương vị lãnh đạo chính phủ. Đại biểu chất vấn Phó Thủ tướng các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, chính sách thu hồi đất, bồi thường tái định cư, khiếu kiện đất đai, quản lý tiền ảo, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đại biểu đề nghị chính phủ cần phải có những giải pháp mạnh hơn để bảo vệ thương hiệu cà phê, tiêu của Việt Nam sau vụ việc các mặt hàng này vừa qua bị trộn pin. Đại biểu cũng đề nghị Phó Thủ tướng khái quát tình hình kinh tế xã hội của ba đặc khu đóng góp vào kinh tế đất nước, mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế của ba đặc khu với sự ổn định về an ninh quốc phòng, vẹn toàn lãnh thổ của đất nước. Chính phủ, các thành viên chính phủ nghiêm túc. Gần 16 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Đào Mạnh Trung, phó trưởng khoa cơ xương khớp tiết niệu và lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh luôn ghi nhớ lời dạy của bác, lương y phải như từ mẫu, để nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy quan tâm chăm sóc bệnh nhân như chăm sóc chính người thân trong gia đình. Sinh năm 1978 tại xã Thuần Hưng, huyện Khoái Châu, năm 2002, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Trung đã trở về quê hương để cống hiến. Những ngày đầu về công tác, anh luôn thể hiện hết trách nhiệm của mình. Anh không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, những người đi trước, miệt mài nghiên cứu sách vở, tài liệu khoa học, tham gia các lớp tập huấn để nâng cao kiến thức. Nếu những năm trước đây, bệnh nhân xương khớp chạy thận và lọc máu đều phải chuyển lên tuyến trung ương để điều trị, thì từ năm 2010, sau khi khoa cơ xương khớp tiết niệu và lọc máu được thành lập, anh đã mạnh dạn đề xuất với ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa cho triển khai điều trị lọc máu tại bệnh viện nhằm giảm tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trên, giảm bớt gánh nặng về chi phí đi lại, tạo được niềm tin và hy vọng cho những bệnh nhân mắc phải căn bệnh nguy hiểm mà phải nằm viện điều trị dài ngày. Bác sĩ Trung thì thường hầu hết thời gian là bác sĩ đều ở viện cả ngày lẫn đêm suốt, cho nên bất kể những lúc nào mà tôi có triệu chứng gì là gọi một cái này đều có bác sĩ Trung đến, và còn có cô nhân viên thì phục vụ rất chi là tận tình, coi như chúng tôi là người nhà. Ở bác sĩ Trung, đồng nghiệp và bệnh nhân không chỉ thấy một bác sĩ giỏi về chuyên môn, mà ở anh còn là một người gần gũi, nhiệt tình, ân cần, hết lòng quan tâm đến bệnh nhân và giúp đỡ đồng nghiệp. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh cùng với đồng nghiệp nỗ lực phấn đấu để xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, kiên quyết chống các hiện tượng tiêu cực và những biểu hiện gây sách nhiễu với bệnh nhân trong quá trình khám và điều trị bệnh. Về vấn đề chuyên môn nghiệp vụ thì bác sĩ Trung là một con người rất là cầu thị sự tiến bộ, thường xuyên học tập và nâng cao cái trình độ chuyên môn của cả hai lĩnh vực bệnh lý cơ xương khớp cũng như các bệnh lý chuyên sâu về lọc máu. Bác sĩ Trung là người có một cái tâm lòng yêu nghề, yêu người bệnh. Bác sĩ không quản thì khó khăn vất vả, không quản đêm hôm sớm tối, ngày nghỉ ngày lễ, thường xuyên là có mặt tại khoa phòng ở bệnh viện để gì lãnh đạo chỉ đạo cũng như thực hiện các kỹ thuật để điều trị cho bệnh nhân cũng như cấp cứu bệnh nhân trong những trường hợp mà bệnh nhân nặng.
16 năm gắn bó với nghề, bác sĩ Trung không nhớ đã chăm sóc cho bao nhiêu bệnh nhân, giành lấy sự sống cho bao người. Chỉ biết rằng hàng ngày anh vẫn miệt mài cùng các đồng nghiệp của mình thầm lặng chăm sóc người bệnh bằng những cử chỉ ân cần, bằng những lời động viên an ủi, giúp bệnh nhân vượt qua những cơn đau và sự thiếu thốn về vật chất. Chỉ chừng ấy việc thôi tưởng như đơn giản nhưng cần cả cái tâm của người thầy thuốc. Hiện nay hơn 3.900 ha lúa của huyện Tiên Lữ đang vào giai đoạn chín rộ, tranh thủ thời tiết nắng ráo thuận lợi, bà con đã tiến hành xuống đồng để thu hoạch lúa xuân. Tính đến ngày 6 tháng 6, toàn huyện đã thu hoạch được 1.500 ha trên tổng số 3.910 ha lúa đạt 40% diện tích, trong đó một số xã đã thu hoạch được trên 50% diện tích như Hưng Đạo, Đức Thắng, Trung Dũng. Các giống lúa chủ yếu là Bắc Thơm, VS1, Nếp Thơm, Hưng Yên. Năm nay thời tiết thuận lợi, nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật thâm canh tốt nên năng suất lúa cao hơn so với cùng thời điểm năm trước, trung bình đạt khoảng 2,3 tạ một sào. Vụ lúa xuân năm nay, nhiều giống lúa chất lượng cao tại huyện Ân Thi đạt năng suất 66 tạ một hecta. Bà con nông dân phấn khởi, có một vụ lúa được mùa và được giá. Tổng diện tích lúa xuân của huyện đạt trên 7.600 hecta, trong đó các giống lúa chất lượng cao chiếm trên 65%, chủ yếu là các giống lúa như Bắc Thơm số 7, Thiên Ưu 8, Nếp Hưng Yên. Nếu giá thóc tươi bán đầu vụ trước đạt khoảng 5.000 đồng một kg, thì hiện nay bà con tại các địa phương như xã Nguyễn Trãi, Hồ Tùng Mậu, Hồng Quang, thị trấn Ân Thi bán thóc tươi ngay tại đầu ruộng đã từ 7.000 đến 7.300 đồng một kg. Theo bà con cho biết, năm nay lúa ít sâu bệnh, năng suất cao hơn vụ trước, trừ chi phí bà con thu lãi từ 35 đến 40 triệu đồng một hecta. Nhờ đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, nội đồng thuận lợi, vụ lúa mùa này, nông dân của xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào đã tiêu thụ được trên 1.000 tấn thóc tươi ngay tại ruộng. Vụ này, xã Xuân Dục gieo cấy trên 260 ha lúa chất lượng cao các loại, trong đó riêng Nếp Thơm Hưng Yên được cấy đại trà và chiếm 80% diện tích cấy lúa. Đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch được 90% diện tích lúa, năng suất trung bình đạt 2,9 tạ một sào. Nhờ hệ thống giao thông nội đồng thuận lợi, việc thu hoạch lúa được thực hiện 100% bằng máy, thương lái đến thu mua thóc tươi tại ruộng với giá dao động từ 820 đến 850.000 đồng một tạ Nếp Hưng Yên. Được biết, vụ lúa này, xã Xuân Dục dẫn đầu toàn huyện Mỹ Hào về năng suất và hiệu quả trong gieo cấy lúa, ước tính trung bình đạt 50 triệu đồng một hecta canh tác. Huyện Văn Giang vừa tổ chức hội nghị tuyên dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2017-2018. Trong năm học qua, toàn huyện có 82 học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, tiên học trẻ, khoa học kỹ thuật. 8 trên 12 trường trung học cơ sở có học sinh giỏi cấp tỉnh, 2/3 trường trung học phổ thông có học sinh giỏi cấp tỉnh. Toàn huyện có 21 giáo viên đạt giải tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 10 thầy cô bậc trung học cơ sở được công nhận giáo viên xuất sắc tại hội thi tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp huyện và 2 thầy cô bậc trung học phổ thông được công nhận tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp tỉnh. Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện khen thưởng cho 60 giáo viên và 130 học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc sử dụng công nghệ cao dưới hình thức cá độ bóng đá, lô đề trên địa bàn tỉnh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng trong đường dây này. Trong đó có 3 đối tượng gồm Lê Quang Vinh sinh năm 1987, Trần Anh Dương sinh năm 1995 và Nguyễn Mạnh Tùng sinh năm 1995 bị khởi tố về tội danh tổ chức đánh bạc. Còn lại 7 đối tượng bị khởi tố về tội danh đánh bạc, đối tượng Lê Diễm Hương sinh năm 1986 được tại ngoại do đang mang thai, đối tượng Nguyễn Đức Khỏa sinh năm 1984 hiện đã bỏ trốn và lực lượng công an đang truy bắt. Trước đó, như đã đưa tin, ngày 24 tháng 5 tại 10 tụ điểm bắt giữ ở thành phố Hưng Yên, huyện Khói Châu, huyện Tiên Lữ, lực lượng công an đã triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ gần 400 triệu đồng và nhiều phương tiện vật dụng tài liệu liên quan. Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, tin nhắn, điện thoại để chuyển số lô, số đề, sử dụng các trang mạng bóng đá, website nước ngoài, tham gia cá độ các giải bóng đá trong khu vực và quốc tế, với số tiền giao dịch lên đến 120 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây là Lê Quang Vinh, sinh năm 1987, trú tại phòng 214 khu chung cư Tân Sáng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Công an huyện Kim Động vừa bắt đối tượng Phạm Văn Chính, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động vì có hành vi cướp giật tài sản. Vào hồi 20h30 phút ngày 30 tháng 5, chị Nguyễn Thị Hạnh, chị Đoàn Thị Linh, sinh năm 1999, chị Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, đi xe đạp điện đến địa phận xã Đức Hợp, thì bị một đối tượng lạ mặt cướp hai điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 và Mobistar. Sau khi nhận được tin báo, Công an Kim Động xác nhận đối tượng gây án là Phạm Văn Chính, sinh năm 1990, trú tại Vĩnh Đồng, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động. Hiện Công an Kim Động đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Chính để điều tra làm rõ. Được biết, đối tượng này cũng đã có tiền án tội cướp giật. Chiều ngày 5 tháng 6, câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ trẻ Nam Định trên sân khách trong khuôn khổ vòng 8 bảng A giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2018, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng A. Trận lượt đi trên sân nhà, câu lạc bộ Phố Hiến thắng đậm 5-1 câu lạc bộ trẻ Nam Định. Tuy nhiên, trong trận lượt về này, câu lạc bộ Phố Hiến trong trang phục màu xanh có trận đấu không dễ dàng khi câu lạc bộ Nam Định có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1. Sang hiệp 2, với những nỗ lực ép sân câu lạc bộ trẻ Nam Định, các cầu thủ câu lạc bộ Phố Hiến đã ghi được 3 bàn thắng để có màn lội ngược dòng ấn tượng với thắng lợi 3-1. 3 điểm có được trong trận đấu này, câu lạc bộ Phố Hiến đã vươn lên dẫn đầu bảng A với 15 điểm. Sau 8 vòng đấu, câu lạc bộ vẫn chưa để thua trận đấu nào. Trận đấu tiếp theo vào lúc 15 giờ ngày 15 tháng 6, câu lạc bộ Phố Hiến sẽ có trận đấu với câu lạc bộ Phù Đổng trên sân khách.